Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn số người về Vĩnh Phúc từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác vẫn còn, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ độc lập mùng 2 tháng 9 tới đây, nguy cơ đó còn được tăng cao hơn nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, nhân dân trong tỉnh tập trung cao độ tạm gác các công việc chưa thật sự cần thiết triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tuyệt đối không được phép chủ quan lơ là mất cảnh giác quyết tâm nỗ lực quyết liệt khẩn trương với tinh thần cao nhất thân tốc và hiệu quả nhất nhằm khống chế tuyệt đối các nguy cơ bên trong và các dấu hiệu sự xâm nhập từ bên ngoài đặt mục tiêu chăm lo bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết nỗ lực hết sức mình để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh xây dựng vĩnh phúc trở thành vùng xanh vùng an toàn về dịch bệnh toàn thể cán bộ công chức viên chức nhân viên Công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nếu không có nhiệm vụ lý do đặc biệt thì thực hiện ai ở đâu thì ở đó, tuyệt đối không được ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ mắc dịch, đặc biệt trong suốt các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021. Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo đôn đốc kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách bố trí trực 100% trong suốt thời gian nghỉ lễ tại cơ quan đơn vị mình để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Các cơ quan chức năng, cơ quan thường trực như công an, quân đội, y tế, ban quản lý các khu công nghiệp, kế hoạch và đầu tư, công thương, giao thông vận tải và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh duy trì quân số trực cao nhất để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đảm bảo công tác phòng chống dịch và chủ động trong mọi tình huống thành lập các tổ kiểm tra lưu động để kịp thời xử lý các tình huống vi phạm về phòng chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Giao tiếp Điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh để huy động cộng đồng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Quán triệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, giám sát các tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia hoạt động hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ phòng chống dịch đã được quy định. Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ người đến từ vùng dịch và các cơ quan đơn vị, khu dân cư mà chưa đủ các điều kiện về y tế, phát huy cao nhất phong trào toàn dân phòng chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ, khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ xuất hiện tại địa phương, báo ngay cho cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trên địa bàn để kịp thời xử lý. Kiểm soát chặt công dân không rời khỏi tỉnh trong thời gian dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trường hợp bất khả kháng phải ra khỏi tỉnh Vĩnh Phúc thì khi trở lại phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Phân công bố trí lực lượng trực tại sở chỉ huy phòng chống dịch, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống. Khuyến khích các doanh nghiệp duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thông báo quán triệt tới chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động tuyệt đối không rời khỏi Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu cơ quan địa phương, chủ doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh xuất hiện tại đơn vị hoặc xuất phát từ người dân, cán bộ, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động của mình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện